Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một trong những cái dòng hoa màu tím rất là phù hợp ở Sài Gòn. Và Sài Gòn các bạn còn trồng ra cái màu nó còn tím hơn cái này nữa. Thì em này tên là Prince, một trong những hoàng tử, chàng hoàng tử của lòng em đó. Thì để mà cái màu tím ra được như vậy thì Sài Gòn trồng chắc chắn 100% nó sẽ ra. Còn nếu mà trong trường hợp nóng quá thì nó sẽ màu hơi nhạt. Nhưng các bạn sẽ trồng có được một cái màu tím rất là lý tưởng, rất là thú vị. Bởi vì thật sự ra mà nói là đây là một trong những cái hoa mà mình khá đầy. Mình rất là thích màu tím. Mặc dù cái màu này nó khá là buồn nhưng nó rất là độc đáo. Bởi vì sao? Chúng ta quen nhìn hoa màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu cam quen rồi. Vì bây giờ chúng ta có những cái thay đổi trong cái khu vườn của chúng ta thì nó sẽ là một trong những cái điểm nhấn. Ok, bây giờ mình sẽ nói một số những cái yếu tố mà cho các bạn có nên lựa chọn hay không. Đấy, thì đây là một cái cành này, các bạn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bông. Rất là nhiều bông. Đây là một trong những dòng hoa bụi nhiều bông. Là cái thứ nhất, đây, chúng ta coi một cành nè, 1, 2, 3 nè. Thấy chưa? Là một trong những cái dòng hoa bụi sai bông, nhưng cực kỳ chậm phát triển, cực kỳ chậm lớn. Hoặc là có thể do trình độ trồng của mình nó chưa có phù hợp đối với cái cây này. Nên mình cảm thấy nó trời ơi, cũng chăm vậy, cũng làm đủ mọi kiểu. Tại sao mà mày chậm lớn vậy? Thì sau này mình mới phát hiện ra đó là mình đọc lại về cái đặc điểm của em này. Thì đây là một trong những cái loại cây nó không có thích. Thôi cái này mình bàn sau. Mà mình sẽ có một cái video giúp cho các bạn lựa chọn giống nó phù hợp. Thì đại loại là trên cái khu đất của mình nó không có phải là cái nơi phù hợp để trồng cái hoa này. Ok chưa? Yeah. Rồi, nói vậy cho nó ngắn gọn. Cái thứ hai, khi mà các bạn trồng cái hoa này thì 100% mình bảo đảm với các bạn nó sẽ ra màu tím. Và mình khẳng định luôn là rất nhiều người bạn của mình ở Sài Gòn hoặc những cái tỉnh, họ đã trồng ra những cái màu tím nên thơ và thậm chí có nhiều khi nó còn đậm hơn cái màu này nữa. Thì cái màu tím này nó chỉ là do cái đặc tính của cái hoa này mà nó ra màu tím thôi. Cũng giống như là các bạn hay trồng những cái hoa màu tím, ví dụ như Ocean Song hoặc là Moody Blue hoặc là những gì đó, thì nó cũng ra màu tím. Nhưng cái màu tím này là một trong những cái màu tím mà mình phải nói cái màu của nó không có buồn, giống như là Moody Blue hoặc là Ocean Song hoặc là những cái bông khác. Cái màu tím này nó là cái màu tím rất là sang trọng. Thì cái khu vườn của các bạn có một cái màu tím như vậy thì cũng là một cái sự lựa chọn. Tóm lại, đây là cũng là một cái cây các bạn có thể trải nghiệm. Và tới thời điểm này thì mình trải nghiệm nó cũng khá là lâu. Và mình có những cái nhận xét đó là đối với mình thì cái cây này nó thực sự không có phù hợp đối với cái cách trồng của mình. Nên hoa cũng không gọi là đẹp lắm. Hoa này thì thật sự mà nói là quá bình thường. Rất nhiều người bạn của mình trồng tốt hơn. Rất nhiều người bạn của mình trồng nó khỏe hơn. Và mình cảm thấy là mình thực sự mà là mình, cá nhân mình là mình không có phù hợp để mà trồng cái hoa này. Nên nhưng các bạn có thể trải nghiệm, bởi vì một trong những cái màu mà ở xứ nóng ra được màu tím như vậy rất là ít. Nên các bạn cứ trải nghiệm ha. Nhiều người thì nói cái bông này nó giống như là rock cái gì, Royale gì đó. Nhưng mà thực tế ra nó là Prince, hoàng tử. Các bạn có thể search hoặc các bạn có thể đọc thêm nhiều cái thông tin về cái em này. Và đây cũng là một trong những cái dòng hoa rất là phổ biến rồi. Nhưng mà nó cũng là một trong những cái mà những người mới chơi và những cái anh chị nào muốn trải nghiệm một cái màu tím mộng mơ sang trọng thì quất luôn. Đấy, quất một cây như vậy về, có thể thích thì trồng nguyên bản, thích thì trồng ghép tùy, và chúng ta trải nghiệm. Ok ha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.